Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý chiều nay. Tấm lòng chia sẻ cùng làm giàu của một cựu cán bộ đoàn. Cần chế tài mạnh những cơ sở xả thải ra môi trường. Nhiều người mắc Covid-19 khi khỏi bệnh vẫn mất thời gian dài hồi phục. Thưa quý vị, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xã hội lớn đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong từng thời điểm, từng thời kỳ, các bạn thanh niên Việt Nam dù ở vị trí và công việc khác nhau đều có những công trình việc làm tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ, tích cực cho cộng đồng. Gần 20 năm học tập kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Mai Quốc Bảo, một cựu cán bộ đoàn, đã quyết định về quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để vực dậy giá trị cây vả. Đây là một loại cây nguyên liệu quen thuộc với các nhà hàng món Huế, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đường tiêu hóa. Trái vả sống thu mua về được xử lý, đưa vào chế biến thành trà và phần lớn được ủ lên men sản xuất ra rượu vang. Việc ủ rượu vang, anh Mai Quốc Bảo phải chở trái vả lên tận đỉnh núi Bạch Mã ở độ cao 1.450m so với mực nước biển. Trên đỉnh núi hùng vĩ này là cả một vùng khí hậu ôn đới nên thuận lợi cho việc lên men rượu vả. Giờ thì khác rồi, cây vả đã giúp kinh tế mình đi lên, giờ gia đình mình tập trung vào chăm sóc cây vả. Thì đặc biệt trong thời gian qua, công ty trà vả đã đưa cây vả vào để giúp bà con phát triển sinh kế. Thì đây là một mô hình tôi thiết nghĩ cũng cần được nhân rộng cho các cái chương trình tương tự. Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của quê hương, giúp cho người dân có được cuộc sống ổn định hơn. Năm 2020 vừa qua, doanh số từ các sản phẩm trà và rượu của anh Mai Quốc Bảo cũng đạt gần 2 tỷ đồng. Anh cho biết sẽ mở rộng thị trường vào Thành phố Hồ Chí Minh và tính đến chuyện đưa sản phẩm độc đáo này của quê hương đi các nước. Nắng tháng 3 ở Đông Nam Bộ hàng năm đã làm cạn kiệt các mạch nước ngầm của tất cả các giếng khoan, giếng đào của đồng bào dân tộc Stiên ở Sóc Ba Buông, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Để hỗ trợ đồng bào từ năm 2014, đoàn viên thanh niên xã Xuân Hòa đã tổ chức đưa nước sạch miễn phí đến với thực dân. Đồng bào Stiên ở Sóc Ba Buông tái định cư từ năm 1995. Đến năm 2014, nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu của bà con bị ô nhiễm, phải chuyển sang dùng nước giếng đào. Những tháng cao điểm của mùa khô, bà con không có nước, phải đi mua với giá 100.000 đồng một mét khối. Năm nào cũng phải là nước cạn không à. Thì bây giờ bà con tôi phải khó khăn, chịu khó mua nước. Năm 2014, anh Đặng Quốc Lộc, bí thư đoàn xã, đã đề xuất triển khai chương trình đưa nước sạch về Sóc Ba Buông. Theo chương trình, đoàn thanh niên xã sẽ chở nước bằng xe tải đến cho bà con vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Đối với bà con vùng đồng bào dân tộc cũng rất là vui mừng vì có được cái nguồn nước sạch. Lâu dài thì địa phương cũng đã kêu gọi nhiều cái nơi hiện đã giới thiệu về khảo sát. Tuy nhiên cái kinh phí ban đầu nó rất lớn. Người dân nơi đây chỉ mong một ngày sẽ được cấp nước sạch đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Liên quan đến vụ nước màu đen chảy từ khu vực công ty Nghê Huỳnh ra đầm nước, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm tra và yêu cầu công ty khẩn trương xử lý. Tuy nhiên sau 2 ngày, tình trạng nước vẫn không được cải thiện. Màu nước hồng trong cảnh tượng này với những người dân địa phương ở đây không có gì đẹp đẽ. Ngược lại, nó phản ánh việc ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng và mùi hôi không thể nào chịu nổi. Theo đó, màu nước ở hồ chứa nước trước cống số 6 có màu hồng đậm hôm 24 tháng 3 và có mùi hôi khó chịu. Theo các hộ dân trong khu vực, nước này được xả ra sông thì cá, tôm, cua trong đùng cũng chết sạch. Theo người dân, thời gian qua, việc xả thải tạm ngưng. Nhưng mấy ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm từ nguồn xả thải của các nhà máy bột cá lại tiếp diễn. Nước thì nói chung không có gì sinh sống rồi. Rừng thì cũng không thể sống được. Tôi thấy cái này là rất là trầm trọng. Sở sẽ tham mưu phối hợp với lại đặc biệt là Ủy ban thị xã Phú Mỹ và xã Tân Hải giám sát chặt chẽ cái khu vực này, không chỉ riêng cái chỗ cái mương này. Vụ việc của công ty Nghê Huỳnh cho thấy để giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường từ các cơ sở chế biến bột cá khu vực xã Tân Hải, chính quyền địa phương và các cấp các ngành cần vào cuộc quyết liệt và thường xuyên hơn nữa. Vào sáng hôm qua tại Bình Dương xảy ra một cơn mưa rào nhỏ khoảng 5 phút. Ban đêm kênh không nổi bọt, nhưng từ khoảng 5 giờ sáng hôm nay, kênh Ba Bò đoạn qua cầu tỉnh lộ 43 thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt đầu nổi đầy bọt trắng xóa.
Một trắng chảy theo dòng nước đen kèm theo mùi hôi nồng nặc khó chịu. Người dân hai bên phải đóng kín cửa nhà. Ba Bò là con kênh ô nhiễm suốt 12 năm qua. Đầu nguồn của con kênh này là các khu công nghiệp, khu dân cư ở thành phố Dĩ An và Thuận An của Bình Dương. Nguồn nước thải ô nhiễm hàng ngày ngấm vào lòng đất và chảy ra sông Sài Gòn. Dù chính quyền Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư cả 1.000 tỷ đồng để đổ bê tông, xây hồ điều tiết, lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc, nhưng người dân vẫn phải hít thở mùi hôi ô nhiễm ở con kênh này. Vừa qua, người nuôi cua ở Cà Mau thiệt hại nặng nề vì hiện tượng cua chết hàng loạt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu của phân viện nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu đã xác định được nguyên nhân. Qua phân tích lấy mẫu, phân viện nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu xác định các mẫu cua chết đều có ký sinh trùng giáp xác chân tơ Sacculina sp. Từ đó bước đầu đánh giá nguyên nhân làm cua nuôi của người dân bị thiệt hại là do ký sinh trùng giáp xác chân tơ. Kết quả xét nghiệm còn xác định chất lượng môi trường nước ổn định. Ký sinh trùng giáp xác chân tơ Sacculina sp có khả năng làm thay đổi nội tiết của vật chủ, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển. Cua ghẹ bị nhiều trùng giáp xác chân tơ ký sinh sẽ có biểu hiện run chân. Do chưa có thuốc đặc trị hữu hiệu nên ngành nông nghiệp Cà Mau khuyến cáo nhân dân nuôi cua địa phương thực hiện các biện pháp phòng là chính như cải tạo vuông nuôi tôm, thả giống với mật độ vừa phải. Ở những vuông nuôi đã và đang có cua chết, nhà nông cần phơi đầm, sử dụng vôi để cải tạo, diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng, giáp xác nhỏ. Thời gian tới, các đơn vị chức năng tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp với các viện, trường đại học khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây bệnh. Trước hôm nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết đang điều trị cho bệnh nhân 16 tuổi bị ngộ độc do ăn pate chay. Như vậy đến nay, các bệnh viện ở TP.HCM đã tiếp nhận 6 bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn pate chay, trong đó có một trường hợp tử vong. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu người dân tạm ngưng việc sử dụng tất cả các sản phẩm có liên quan đến pate chay và chờ thông tin thông báo mới nhất từ Ban Quản lý An toàn Thực phẩm. Bệnh nhân sinh năm 2005 ở Bình Dương hiện đang bị suy hô hấp và được thở máy, đồng tử giãn 5mm, còn phản xạ ánh sáng, sức cơ 1/5. Bệnh nhân được truyền huyết thanh kháng đột đến 1 giờ 30 phút sáng hôm nay. Khi được yêu cầu thì bệnh nhân rung được cơ đùi, đồng tử 4mm, có phản xạ ánh sáng tốt. Trước đó, bệnh nhân có ăn bún riêu chay do bố mẹ đem về. Ngày 21 tháng 3, bệnh nhân bắt đầu đau đầu, chóng mặt, nôn, không tiêu chảy. Đến ngày 22 tháng 3, bệnh nhân chóng mặt, ói nhiều hơn, cứng lưỡi tại bệnh viện ở Bình Dương, có chụp CT scan đầu, chưa ghi nhận bất thường, điều trị hỗ trợ. Đến 13 giờ chiều ngày 22 tháng 3, bệnh nhân mệt lả, vẫn còn ói nhiều, cứng lưỡi nhiều hơn, đàm nhớt ở họng nhiều, phải dùng dụng cụ hút đàm nhớt thường xuyên và được chuyển bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, suy hô hấp, ứ CO2 nhiều nên được đặt nội khí quản, thở máy. Hiện các bác sĩ khoa nhiễm đang nỗ lực để cứu chữa cho bệnh nhân. Theo kết quả nghiên cứu mới ở Anh, cứ 10 người nhập viện vì COVID-19 thì có 7 người chưa hồi phục hoàn toàn sau 5 tháng kể từ khi xuất viện. Các nhà nghiên cứu hiện đang kêu gọi cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc theo dõi hơn cho những người bệnh sống sót sau COVID. Dựa theo nghiên cứu trên 1.077 người của các nhà khoa học Anh, trong vòng 5 tháng sau khi xuất viện, chỉ 29% số bệnh nhân COVID-19 cho biết họ cảm thấy hồi phục hoàn toàn. Hơn 90% có ít nhất một triệu chứng dai dẳng và hầu hết trải qua trung bình 9 triệu chứng liên tục. Trong đó, 10 triệu chứng phổ biến nhất là đau cơ, mệt mỏi, thể chất chậm lại, chất lượng giấc ngủ suy giảm, đau hoặc sưng khớp, yếu chân tay, khó thở, đau, mất trí nhớ, ngắn hạn và suy nghĩ chậm lại. Sức khỏe tâm thần cũng bị ảnh hưởng, hơn 25% số người có các triệu chứng lâm sàng của lo âu hoặc trầm cảm. Ngoài ra, 12% có các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Những người có triệu chứng dai dẳng nhất là phụ nữ ở độ tuổi trung niên hay những người mắc ít nhất hai bệnh nền như tiểu đường, hen suyễn hoặc bệnh tim. Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh BOE mới đây đã tiết lộ thiết kế của tờ tiền 50 bảng mới, tưởng nhớ nhà toán học Alan Turing, người được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính. Ông là người đã giúp nước Anh giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai nhờ kỹ năng giải mật mã. Tờ tiền 50 bảng Anh mới có hình ảnh của Alan Turing và các công thức toán học do ông viết từ năm 1936, đặt nền tảng cho ngành khoa học máy tính hiện đại và các bản vẽ kỹ thuật cho các máy dùng để giải mã Enigma. Tờ tiền còn có một câu trích dẫn của Turing về sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo. Đây chỉ là phần mở đầu về những gì sẽ đến và chỉ là cái bóng của những gì sắp xảy ra. Đến nay, những nghiên cứu của Turing vẫn được xem là chuẩn mực để đánh giá các máy tính và trí tuệ nhân tạo.
Phát minh của Turing đã giải mã thành công máy Enigma của Đức Quốc xã, giúp rút ngắn 2 năm thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai. Cỗ máy do Turing và các đồng nghiệp sáng chế trong chiến tranh cũng được xem là thế hệ máy tính đầu tiên của nhân loại. Tờ 50 bảng Anh là tờ tiền có giá trị cao nhất của BOE. Tờ tiền dự kiến sẽ được lưu hành vào ngày 23 tháng 6 tới, cũng là ngày sinh của Alan Turing. Cụm từ NFT đang trở thành chủ đề bàn luận của nhiều hội nhóm công nghệ và xuất hiện tràn ngập trên Internet. Dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, mọi thứ từ vật phẩm chơi game, tranh ảnh, âm nhạc, thậm chí là các dòng tweet đều có thể được giao dịch dưới dạng NFT trên các trang đấu giá online. Vậy cơn sốt đầu tư mới của thế giới đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. NFT là viết tắt của cụm từ Non-Fungible Token, là một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain. Khả năng sử dụng của NFT không nằm ở những vật phẩm mà nằm ở quyền sở hữu độc quyền chúng, được chứng nhận bởi chuỗi mã NFT. Bạn có thể đến bảo tàng Louvre và chụp một bức ảnh của đàn Mona Lisa, nhưng bức ảnh đó không có giá trị vì không có xuất xứ hoặc lịch sử của tác phẩm gốc. Tác phẩm có giá trị là nhờ người đứng sau nó. OpenSea, thị trường giao dịch NFT cho biết đã chứng kiến doanh thu hàng tháng tăng gấp 10 lần từ tháng 1 đến cuối tháng 2 năm nay. Người mua sau khi trả tiền sẽ nhận được một chuỗi ký tự gồm số và chữ cái, kèm theo một file JPEG của sản phẩm. Mã này sẽ được lưu lại trên blockchain của Ethereum, sau đó chuyển vào ví điện tử cá nhân của người dùng. Theo một số chuyên gia, đây có thể là cách xác thực quyền sở hữu một vật phẩm nào đó trong kỷ nguyên số. Khác với tiền điện tử, NFT là duy nhất và không thể sao chép. Các nhà đầu tư NFT sẽ thu lại giá trị từ sự độc nhất này như mua bán các món hàng sưu tầm. Mới đây, một cụ bà ở Nga đã quyết định lái máy bay dù đã 99 tuổi. Qua đó, cụ đã chính thức trở thành người Nga lớn tuổi nhất từng tham gia lái máy bay chiến đấu trên hệ thống mô phỏng giả lập. Cụ bà Maria Kontakova còn có biệt danh Iron Granny, bà ngoại thép, đã thực hiện chuyến bay mô phỏng trong 1.5 tiếng đồng hồ. Trong đó, cụ Kontakova đóng vai trò điều hướng chuyến bay, giúp phi công cất cánh và hạ cánh cũng như tham gia các cuộc chiến đấu trên không. Cụ Maria là cựu chiến binh chiến tranh thế giới thứ hai, từng là y tá tham gia cuộc chiến khốc liệt nhất dòng cung Kursk. Cụ thực hiện nhiều kỷ lục tại Nga và là người Nga lớn tuổi nhất nhảy dù ở tuổi 93. Không những vậy, cụ Maria từng lặn xuống đáy biển, bay trên khinh khí cầu và tham gia đua thuyền go-kart. Cụ còn lập kỷ lục lái xe tăng ở tuổi già nhất tại Nga. Cụ bà cho biết sau khi trải qua chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cụ không còn sợ hãi bất kỳ điều gì. Tại Paris, Pháp, một bức tranh quý hiếm của danh họa Van Gogh đã được bán với giá lên tới 15,4 triệu đô la Mỹ, cao hơn gấp đôi so với mức mà nhà đấu giá Sotheby's ước tính ban đầu. Việc bán đấu giá bức tranh Cảnh đường phố ở Montmartre của Van Gogh được rất nhiều nhà sưu tầm mong đợi. Tác phẩm chưa bao giờ được triển lãm công khai, dù sự tồn tại của nó được lưu truyền rộng rãi trong giới hội họa. Trong hơn một thế kỷ qua, bức tranh luôn thuộc về một gia đình Pháp không nêu danh tính. Bức tranh được Van Gogh vẽ vào mùa xuân năm 1887, một năm sau khi ông chuyển đến Paris sống cùng với em trai. Khung cảnh trong tranh phác họa một cối xay gió nhìn từ đường phố dưới bầu trời sáng sủa. Bức tranh nằm trong số hơn 30 tác phẩm được bán tại nhà đấu giá Sotheby's. Bên cạnh tác phẩm của các bậc thầy nghệ thuật như Modigliani, Rodin, Camille Claudel hay Magritte. Cây đũa phép của Harry Potter có thể sẽ thuộc về một nhà sưu tầm nào đó sau khi nó được bán đấu giá tại Munich, Đức. Đây là một trong số nhiều vật phẩm độc nhất trong các bộ phim bom tấn của Hollywood sẽ được mở bán. Buổi đấu giá được miêu tả như lời an ủi đối với hàng loạt bộ phim Hollywood bị hoãn chiếu vì đại dịch. Các nhà sưu tầm ra giá trực tuyến sẽ có cơ hội mang một trong số những món đạo cụ nổi tiếng này về nhà. Nổi bật trong bộ sưu tập là bộ móng vuốt của người sói Wolverine, găng tay của Iron Man hay chiếc búa của Thor. Đây đều là các vật phẩm mang tính biểu tượng trong các bộ phim bom tấn được đánh giá cao nhất trong thập kỷ qua. Những người yêu thích bộ truyện Harry Potter sẽ có cơ hội sở hữu những bức thư gửi cho Harry từ trường phép thuật Hogwarts và thậm chí cả cây đũa phép từng xuất hiện trong Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần với mức giá khởi điểm khoảng 25.000 đô la Mỹ. Theo đại diện nhà đấu giá Hample, 1.000 người tham gia đấu giá từ khắp thế giới đã đăng ký vào đầu tuần. Ở phần an ninh trật tự, Công an Tây Ninh phá sòng bạc lớn ở Tân Biên.
và xe tải gây tai nạn liên hoàn ở Bình Phước. Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phát hiện liên tiếp hai vụ nghi xuất cảnh trái phép. Cơ quan chức năng đang điều tra xác minh làm rõ đường dây có liên quan đến đưa rước người xuất cảnh trái phép. Tổ công tác trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An phối hợp công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ trong khi tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Đến khu vực ngã ba chợ Tho Mo phát hiện các đối tượng nghi xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua kiểm tra phát hiện ba đối tượng là Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đức Sinh cùng trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Ngô Thi Dầu ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục tuần tra kiểm soát tại khu vực trên, vào lúc 6 giờ sáng nay, tổ công tác lại phát hiện hai người xuất cảnh trái phép. Các đối tượng khai tên Nguyễn Hải Đường và Nguyễn Văn Long, quê quán cùng ở Quảng Bình. Cơ quan chức năng đã lập biên bản hai vụ và đưa năm đối tượng về đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra, làm rõ. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp Công an huyện Sơn Tịnh bắt một đối tượng cướp giật chuyên nghiệp. Đối tượng Nguyễn Thanh Nam, 33 tuổi, ở thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, bị bắt giữ cùng một số tang vật liên quan các vụ cướp giật như điện thoại di động, phương tiện xe gây án. Trước đó, do thua cá độ bóng đá nên Nguyễn Thanh Nam đi cướp giật. Nam bước đầu khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật túi sách của phụ nữ đi đường, lấy tài sản như tiền, vàng, điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi nạn nhân của các vụ tương tự liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp điều tra xử lý vụ việc. Hôm nay, cơ quan chức năng huyện Tân Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua điều tra, công an nắm được quy luật hoạt động của nhóm tổ chức đánh bạc bằng tiền dưới hình thức đánh bài xì dách. Lúc 20 giờ tối qua, công an đột kích vào nhà Nguyễn Thị Tý, ngụ khu phố 5, thị trấn Tân Biên, khống chế Nguyễn Hoài Phương, bắt quả tang 8 người đang sát phạt. Điều tra nhanh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hằng, ngụ thị trấn Tân Biên là đối tượng cầm đầu. Khám xét nhà nghi can Hằng, công an thu giữ 25 bộ bài, 15 điện thoại di động trên 566 triệu đồng và một số đồ vật liên quan khác. Mỗi ngày khoảng 11 giờ, sòng bạc hoạt động đến sáng hôm sau. Người tham gia đánh bạc có khi đạt đến 2 triệu đồng một ván. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Sáng nay, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tại đầu ra trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng kiểm tra test nhanh với ma túy và kiểm tra nồng độ cồn với tài xế theo kế hoạch 09 của Bộ Công an. Trưa nay, lực lượng chức năng phát hiện tài xế xe đầu kéo là Hoàng Đình Thông lưu thông hướng Tiền Giang. Tài xế này tung cửa bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra bên trong cabin, phát hiện dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Thông có kết quả dương tính với chất ma túy. Bước đầu, người này khai nhận vào tối qua có sử dụng ma túy đá. Lực lượng chức năng tạm giữ xe theo quy định pháp luật và với vi phạm này, Thông sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường DT741, đoạn qua xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, làm hai người bị thương nặng. Khoảng 7 giờ 15 phút, xe 7 chỗ do tài xế tên Nguyễn Văn Quang, ngụ Bình Phước điều khiển lưu thông hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn thuộc ấp 3 thì bị xe tải do tài xế Lê Minh, ngụ Đắk Lắk điều khiển tông vào đuôi. Xe Nova bị đẩy lao về phía trước, tông tiếp vào một xe máy do một người phụ nữ điều khiển làm nạn nhân văng xuống rãnh sâu bên lề đường. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục tông trực diện vào một xe máy khác đang lưu thông hướng ngược lại do anh Nguyễn Trường Vũ, ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển. Cú va chạm khiến người này văng ra xa. Chiếc xe Innova tiếp tục tông sập hàng chục mét bờ rào nhà dân bên đường. Chiếc xe tải sau khi va chạm tiếp tục tiến về phía trước hơn 50 mét mới dừng lại. Vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người đi xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng nay khoảng 9 giờ, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước, khi xe tải chưa rõ tên người điều khiển tông trực diện xe máy đang lưu thông hướng ngược lại. Hai người đi xe máy là anh và Chá Sơn, ngụ huyện Bù Đăng, và vợ là chị Lầu Y Đê tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông Công an huyện Bù Đăng phối hợp với Công an xã Minh Hưng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đầu giờ chiều nay, trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô tải và một xe máy. Vụ va chạm làm nhiều xe và tài sản bị hư hỏng.
Khoảng 13 giờ, xe tải chưa rõ tên tài xế điều khiển lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay. Khi xe rẽ trái theo điểm mở giải phân cách để qua đường thì sẽ ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều phía sau. Xe tải biển số Tiền Giang trượt qua hướng ngược lại và tiếp tục va chạm với xe tải biển số Thành Phố đang lưu thông theo hướng từ vòng xoay cao tốc ra ngã tư Đồng Tâm. Còn chiếc xe tải bị đụng ban đầu tiếp tục tông sập xe nước mía của một hộ dân bên đường. Ngoài ra trong vụ này còn có một xe máy nữa bị già lây. Dù tai nạn không gây thương vong về người, nhận tin báo công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an xã Tâm Hiệp điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 18 giờ chiều nay, Bộ Y tế cho biết có 5 ca mắc COVID-19 tại Hải Phòng, Bình Dương, Quảng Nam, Tây Ninh và Đồng Nai. Trong đó có 2 ca Hải Phòng và Bình Dương là người nhập cảnh trái phép đã được cách ly. Thông tin này đã kết thúc chương trình 60 giây chiều hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị đón xem tiếp chương trình 60 giây sáng mai. Chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 sáng trên kênh HTV7 và HTV9. Xin kính chào, tạm biệt.